Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động nha. Và theo như những cái trang tin công nghệ rò rỉ gần đây á, thì nhà Xiaomi sẽ sắp sửa trình làng một chiếc flagship mới của họ có tên là Xiaomi 12T Pro. Và những cái thông tin rò rỉ về thông số cấu hình của em nó như thế nào thì hãy cùng mình theo dõi hết trong video ngày hôm nay các bạn nha. Ok, bắt đầu video sau. Intro. Và dựa theo những cái tin tức rò rỉ mới nhất trên trang Gizmo China thì Xiaomi 12T Pro nó sẽ có thiết kế đặc trưng của dòng Xiaomi 12 series, cũng có thể gọi là nó có một cái ngoại hình giống với Redmi K50 Ultra đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Về ngoại hình, Xiaomi 12T Pro dự kiến sẽ được trang bị vẻ ngoài vô cùng quen thuộc và đặc trưng của Xiaomi 12 series. Trong đó, thiết kế mặt lưng của máy sẽ giống với thế hệ Xiaomi 12 series, với mặt lưng được làm từ kính phủ với cụm camera và các đường kẻ sọc quen thuộc. Điểm khác biệt lớn nhất khi so với Xiaomi 12T Pro với các thiết bị Xiaomi 12 tiêu chuẩn cũng chính là về cụm camera trên. Thay vì được làm với các ống kính tròn nổi bật trên nền màu trùng với mặt lưng, thì Xiaomi 12T Pro sẽ có cảm biến chính được làm thành màu đen, nổi bật và dễ dàng nhận biết hơn. Cũng theo như Gizmo China, màn hình của Xiaomi 12T Pro có thể sẽ được trang bị tấm nền AMOLED, kích thước là 6,67 inch cùng với độ phân giải lên đến 1.5K và được hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz. Được xem như là một chiếc flagship nên Xiaomi 12T Pro cũng có thể được gọi là một trong những chiếc Android mạnh mẽ nhất trong thế giới smartphone hiện tại. Khi mà chiếc máy này được cho là sử dụng con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 của nhà Qualcomm 8 nhân và được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet tiên tiến cùng xung nhịp lên đến 3GHz. Bên cạnh đó, máy sẽ được trang bị mức dung lượng RAM là 8GB hoặc 12GB, giúp các tác vụ có thể hoạt động ổn định và hạn chế tình trạng giật lag tối đa trong quá trình sử dụng. Đi kèm với đó sẽ là hai phiên bản bộ nhớ trong là 128GB hoặc 256GB. Gizmo China còn cho biết thêm, Xiaomi 12T Pro sẽ được trang bị hệ thống camera bao gồm cụm 3 camera sau cùng cảm biến selfie ở phía trước với thông số cụ thể lần lượt là camera chính góc rộng với độ phân giải lên đến 200MP, camera góc siêu rộng với độ phân giải là 8MP và camera macro là 2MP. Bên cạnh đó, camera selfie sẽ có độ phân giải là 20MP. Có thể thấy là so với Xiaomi 12 Pro, phiên bản này sẽ có sự khác biệt rõ rệt về phần nâng cấp thông số cụm camera. Ngoài ra, Xiaomi 12T Pro sẽ có viên pin là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120W. Xiaomi vẫn sẽ tặng kèm củ sạc 120W bên trong hộp, nhưng không rõ chỉ áp dụng với Xiaomi 12T Pro hay cả với Xiaomi 12T. Ok, vừa rồi là những cái thông tin rò rỉ về chiếc Xiaomi 12T Pro mà mình vừa tổng hợp lại cho các bạn. Và các bạn nghĩ sao về thông số cấu hình của em nó? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động để đón chờ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.